Em xin chào các bác. Em lên nhanh cho các bác con loa dòng gọi là con này kiểu gọi như Buxell ấy, nhưng mà nó dòng Buxell cỡ đại. Đấy. Của Onkyo. Đấy. Đây. Đấy, nhiều bác nhìn Buxell thì kiểu có dáng nó loa như kia luôn, như con loa đỏ của em kìa. Đấy, Buxell tức là tầm size nó khoảng 30 29 gì gì đó đúng không ạ? Đấy, nhưng con này thì nó sẽ cao hơn nhá, nó sẽ cao hơn. Con này nó khoảng 40. Đấy. Khách nhà em hay gọi nó là dòng Buxell cỡ đại đấy. Thực ra nếu mà chuẩn ra thì gọi nó là loa chung. Đấy, nhưng mà các bác cứ gọi theo kiểu loa Buxell size đại. Nói chung thì cái này thì nó tùy theo mắt của mỗi người và cái cách gọi thì nó vô vàn lắm đúng không ạ? Đấy, nhiều bác gọi nhiều con tép nhà em kìa. Các bác gọi là chép đom, các bác gọi mũi khế, các bác gọi tên lửa. Nó tùy theo cái con mắt của mình nhìn nào nó ra thế thôi. Rồi, con này thì đây là mã của nó là D1 các bác nhá, D1 thương hiệu Onkyo. Đấy, công suất của nó lên tới ghi là 80 này, trở kháng 6 ohm. Decibel của nó đây à? À không phải. Không phải nhá, cái này nó là 30 đi ạ, 45 đến 30 kHz này. Nó là cái tần số rồi. Đấy, còn ở đây nó là cái phần điều chỉnh này. Đấy. Phần điều chỉnh mid miếc cái này. Cái này thì về mình sẽ tự căn chỉnh nhá. Con này thì của nó là con tép tuyệt vời luôn các bác này, tép này dã man tàn bạo luôn, to đùng bố đại luôn này. Đấy, một bàn tay em xòe ra tép nhìn quá sướng luôn. Bát này, dòng gân cao su các bác nhá, gân cao su đó, gân mới kính cong luôn đây, các bác nhìn thực tế quá đẹp luôn. Em sẽ đo kích thước luôn, con này thì bát của nó như là 20 25 gì đó. Đây. Kích thước nếu mà đo theo chuẩn của bát thì nó là bát 22 các bác nhá, dòng bát 22. Này, nếu mà đo đúng tiêu chuẩn của hãng. Chiều cao của vỏ thì là đạt tới là 40, số tròn trịa đẹp luôn. Chiều rộng là 23.5. Đó. Chiều sâu là 21. Đó là về kích thước. Về công suất thì anh em đã báo nhá. Ở đây thì sẽ có luôn này. Công suất 80 trở kháng 6 ohm. Của nó đêm thì ghi là 91 dB này, độ nhạy 91 dB này. Bên dưới là tần số là 45 đến 30 kHz này. Thương hiệu của Onkyo và sản xuất tại Nhật, Made in Japan. Đấy. Đây là về thông số kỹ thuật. Hàng sản xuất tại Nhật luôn, vỏ biếc còn ngon ngon lành luôn. Bác nào nhận hàng chắc chắn đúng số series nhá. 41341, 41341. Ok chưa? Đấy, cầu loa cầu kẹp thành vách ok quá đẹp luôn. Con này thì không chê được. Hàng bãi về mà được như con này là quá đẹp luôn. Đấy, màu lô vân gỗ đẹp tuyệt vời luôn. Nó là kiểu màu lô đen các bạn. Đấy. Nói chung là đẹp lắm, nhìn các bác phê luôn. Hai chiếc căng để trên máy đây, trên trên con loa đây. Dạ vâng, về mức giá thì con này các bác chỉ cần bỏ ra tới 2 triệu rưỡi thôi nhá. 2 triệu rưỡi thôi, đấy. Nó cũng chỉ bằng một con loa của các hãng khác tầm khoảng dưới 3 triệu, nói chung là phân khúc dưới 3 triệu. Đấy. Như các con hàng khác thôi, nhưng mà được cái thì con này nó sẽ to hơn. Nó to hơn về tép, to hơn về bát và hay hơn về chất âm. Kích thước vỏ nó cũng đồ sộ hơn. Đấy, bác nào mà thích kiểu trưng bày thì lấy con này là đẹp. Đấy, chất âm thì phải nói là em thật sự các bác là những con loa tầm khoảng có khi đến 4 triệu rưỡi 5 triệu rồi. Nhiều con là chưa chắc ăn được con Onkyo này. Thực sự như vậy. Nếu bác nào nghe D1 rồi thì biết tép của nó cực sáng luôn các bác. Này, tép coi. Tép này không được dối đúng bằng cái bát. Bằng cái bát của con loa 14, 15 xuống. À con bát của dòng loa kia. Đấy, nó thậm chí to hơn cả con bát kiểu của em. Dã man luôn, tép. To hơn cả chung B6 luôn. Đấy. Rồi, bác nào chốt thì alo cho em nhá. Em xin chào và kết thúc video tại đây.